Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa gạo hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2021 đứng giá. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định đi ngang sau khi giảm nhẹ với lúa OM5451 và OM380 vào ngày hôm qua. Hiện nguồn cung lúa hàng hóa giảm mạnh so với trước vì nhiều địa phương vùng đã kết thúc vụ lúa thu đông 2021 và đa phần nông dân đã bán hết lượng lúa hàng hóa. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: nếp vỏ tươi Long An 5.300 đến 5.500 đồng, OM380 giá 5.000 đến 5.200 đồng, OM9582 5.200 đến 5.400 đồng, lúa Nhật 6.000 đến 6.100 đồng, Hàm Châu 5.800 đến 6.000 đồng, nếp An Giang loại 3 tháng 5.400 đến 5.500 đồng, IR50404 thu đông giá 5.300 đến 5.400 đồng, VNR20 6.000 đến 6.100 đồng. Lúa nặng qua chín ở mức 6.400 đồng đến 6.500 đồng, Đài Thơm 8 6.100 đến 6.200 đồng, OM5451 thu đông giá 5.700 đến 5.800 đồng, OM18 6.000 đến 6.100 đồng, OM6976 5.300 đến 5.500 đồng, OM4900 5.800 đến 6.000 đồng, RVT 6.100 đến 6.200 đồng, ST24 6.400 đến 6.600 đồng, lúa Jasmine 6.500 đến 6.600 đồng, OM7347 6.100 đến 6.300 đồng, IR50404 khô 6.400 đến 6.600 đồng, lúa khô OM4900 7.100 đến 7.200 đồng, Đài Thơm 8 Đông Xuân 8.200 đến 8.300 đồng, ST24 khô 8.000 đến 8.100 đồng, lúa khô OM18 7.600 đến 7.700 đồng, lúa Nhật hè thu khô 7.800 đến 7.900 đồng, nếp vỏ khô An Giang 7.100 đến 7.200 đồng, nếp vỏ khô Long An 6.700 đến 6.800 đồng, lúa khô OM5451 7.300 đến 7.400 đồng, Jasmine Đông Xuân 8.300 đến 8.400 đồng, Hàm Châu khô 7.500 đến 7.600 đồng. Bà con lưu ý giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Và kênh Nhà Nông Miền Tây cũng xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific Lighting đã đồng hành cùng với kênh Nhà Nông Miền Tây để mang đến những thông tin hỗ trợ hữu ích cho quý bà con nông dân. Hiện tại thì thương hiệu đèn LED Asia Pacific Lighting đang có những chính sách hỗ trợ ưu đãi đặc biệt cho bà con có ý muốn làm đại lý. Bà con có nhu cầu làm đại lý hay là mua đèn LED, mua đèn thanh long, bà con hãy liên hệ với thông tin được hiển thị ở trên màn hình nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều và hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Xin cảm ơn và xin kính chào.